Gà là gà đang gáy, một ngày đang tới. Lòng thì buồn phơi phới, ôi lăng lo mọi thứ trên đời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước Tết, một cái mốc mà làm cho ai cũng tất bật, cũng lao lực với cuộc sống. Mọi người thì cố gắng hoàn thành tốt những kế hoạch của năm cũ. Rồi kể cả cái việc mua sắm cũng vậy, có thời gian rảnh thì lại tranh thủ là mua cái này bán cái kia, sắm sửa trong ngôi nhà. Và thậm chí là đến việc mua xe cũng rất là vội. Team mê xe những thời điểm cuối năm này thì cũng vô cùng là bận rộn. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn muốn dành một chút thời gian để cùng quý vị và các bạn bỏ túi một vài những cái lưu ý khi lựa chọn một chiếc xe cũ, qua cuộc trò chuyện với một vị khách mời của mê xe ngày hôm nay. Đó là anh Phạm Ngọc Tuấn, một người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc kinh doanh và buôn bán xe cũ. Xin chào anh. Vâng, xin cảm ơn anh Tuấn đã lên hình cùng với mê xe ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên em muốn dành cho anh đó là khi mà lựa chọn mua một chiếc xe cũ ấy, thì người tiêu dùng cần phải quan tâm đến những cái điểm gì đầu tiên và điểm gì là quan trọng nhất? Đặc điểm mà người tiêu dùng quan tâm thứ nhất là máy móc, thứ hai là thân vỏ bên ngoài. Đấy. Vậy là máy móc và thân vỏ là hai cái điểm mà chúng ta cần phải quan tâm nhất khi mà tiếp cận với một chiếc xe cũ. Vậy thì nhân tiện là đang đứng ở phía bên ngoài ngoại thất của chiếc xe này thì em muốn anh chỉ cho quý vị và các bạn cũng như là cho em biết là làm thế nào để kiểm tra được một chiếc xe về cái mặt thân vỏ của nó, có những cái lưu ý gì ạ? Khi quan sát là những cái đường này nó rất là khít này, nó có những đường chỉ này, khít ôm rất là khít này. Đấy. Thế còn cái phần khớp nối này thì sao hả anh? Khi mà được điều chỉnh rồi ấy, thì nó vẫn có lúc chút hở và cái đường này này nó sẽ không được đẹp. Đấy. Theo như anh Tuấn nói thì có vẻ như là chiếc xe này cũng đã có cái khớp nối này không còn nguyên zin nữa đúng không anh? Phải sơn lại rồi. Thế nhưng thưa quý vị và các bạn, với việc mà sử dụng một chiếc xe trong những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh quá đông đúc thì cái việc mà chúng ta phải tân trang lại cái phần cản trước là một cái điều dễ hiểu thôi. Cái đó thì có lẽ rằng là vẫn có thể chấp nhận được ở một trường mực nào đó đúng không anh? Tiếp theo lưu ý, thứ nhất là nhìn về những cái mép này này. Đây là đã được sơn lại. Đấy. Sơn lại nhưng mà người ta đánh bóng là chưa sạch. Lem nhem đúng không anh? Sơn nó lem nhem. Bên thứ hai là bên trong này, đường mép chỉ này. Đường chỉ. Đường chỉ khi mà đường chỉ của chưa chạy lại ấy, nhìn nó rất là đẹp mà sờ vào nó rất là mềm. Dạ. Mềm. Đấy. Nhưng cái đường chỉ đây là nó có hơi một chút gọi là va vào cánh và bên trong này. Đây là va quệt thôi đúng không anh, chứ không phải là gò lại rồi. Không phải gặm và đây vẫn là nguyên bản của nó. Vâng. Đấy, từ những đường chỉ này, đấy. Chỉ mép cửa này. Đấy, xe nguyên keo nguyên chỉ là như vậy. Rồi con ốc thì sao anh? Đây là những con ốc này là đã vặn, có một chút vặn để sơn lại cửa. Vâng. Đấy. Nhưng mà vấn đề này nó không có gì nặng nề lắm. Vâng. Đấy, rất là đơn giản. Đó là cái việc mà để nhận biết là đã sơn lại hay là đã xử lý những cái vết xước nhỏ hay là những cái chỗ móp nhỏ thôi. Còn làm thế nào để nhận biết được một phần cánh cửa mà đã bị tai nạn hay là đã phải bị gò lại và bị móp quá nhiều rồi ạ? Thì làm cách nào để phân biệt? Đây là cái vết móp của nó. Vâng. Còn cái đường gân, đường chỉ này thì sao anh? Đây, đường này nó có một chút là làm lại này. Nên là nhìn cái đường gân nó không được rõ nét. Sao đến phần đuôi xe thì sao anh? Thứ nhất là cái mép này cũng như cản trước. Đấy. Nếu mà khi nó bị xô lệch ấy, cái này nó rất là khít này. Nguyên bản của nó vẫn còn khít. Đấy, nó chưa có một cái gì đó để làm lại. Rất là khít luôn. Còn về đèn nhá. Khi mà đèn nguyên bản của nó này, nhìn cái đường đâu nữa, đường keo vẫn còn nguyên. Đúng rồi. Còn khi làm lại ấy, người ta ẩu ấy thì cái đường này nó còn sót những cái keo bên trong này. Hoặc là bên mép ngoài bên ngoài nó sẽ chảy xuống. Hoặc là bên trong nó sẽ bị hấp hơi. Đấy, hấp hơi bên trong đèn. Là đèn bị hấp hơi. Đúng rồi. Đèn nó phải trong. Đúng rồi, trong. Chưa bị tháo ra và chưa bị hở. Đó là phần thân vỏ. Còn cái điểm mà anh nói quan trọng thứ hai đó là kiểm tra về máy móc thì có những cái lưu ý gì? Ngay bây giờ em muốn là mở cái này ra để anh Tuấn có thể chỉ cho em cũng như là các khán giả của mê xe biết những cái lưu ý khi mà xem máy. Đây là lắp capo này. Đây là đã vặn qua để sơn lại. Đấy, sơn lại. Nhưng mà về đường keo chỉ của nó này vẫn còn nguyên. Đấy. Khi mọi người lưu ý mua xe ấy, nếu mà tháo ra không quan trọng lắm đâu. Vì nguyên bản là của cái này vẫn còn. Thứ hai là đường chỉ này vẫn còn nguyên zin thì ok. Đấy. Đôi khi nó bị một vật gì đó rơi vào lắp capo bị móp méo thì người ta có thể tháo ra sơn lại. Đấy, rất là bình thường. Đó là một điểm mà quý vị và các bạn cũng cần lưu ý.
Theo những cái chia sẻ của anh Tuấn ngày hôm nay thì tôi thấy là cái việc keo chỉ và những cái chi tiết khớp nối của chiếc xe nó vô cùng quan trọng, đặc biệt là phần keo chỉ. Phần keo chỉ nó sẽ chỉ lên rằng là chiếc xe này đã sơn gò chưa, đã có những cái va chạm nặng hay chưa. Thế nên là tại sao em vẫn thường thấy các thương gia khi mà ra bán xe anh thì vẫn nói là xe nguyên keo, nguyên chỉ, và họ nhấn mạnh rất nhiều đến những chi tiết đấy. Vâng, thôi quay trở lại, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về phần máy. Cái khoang máy này thì nhìn thế nào để biết là chưa bị va chạm nặng này, hay là chưa phải tháo ra để sửa lại chẳng hạn, để đại tu? Vì cơ bản của những dòng xe, các dòng xe nhá, đều có lớp mực này. Đây, lớp mực này. Để đánh dấu là cái con ốc, cái vị trí của con ốc chưa bị vặt ra bao giờ, đúng không anh? Hoặc là đây những keo chỉ của lớp mặt, mặt máy này, trên mặt máy này. Đấy, chưa bung ra. Đúng rồi. Khi mà nguyên bản của nó ấy, thì những cái đường này nó rất là kín. Nó không có cái, nó không có một chút dư thừa nào của cái keo ra bên ngoài. Nếu mà khi xử lý lại lớp keo chỉ bên ngoài này, mép này này, hoặc những bên này nó sẽ bị dư thừa ra, nhìn nó rất là không bắt mắt. Đấy. Nghĩa là nhìn nó phải chỉn chu, đúng không anh? Lem nhem là có dấu hiệu tháo ra ngay. Đúng rồi, đúng rồi. Okay. Cái thứ hai là về những con ốc này ấy chưa có hiện tượng tháo lắp. Có nghĩa là mặt máy vẫn nguyên zin. Vâng. Khi mà tháo máy ra ấy thì người ta sẽ phải tháo hết chân máy ra. Vâng. Đấy, các khớp nối. Vâng. Như vậy là khi kiểm tra cái phần máy thì chúng ta có hai cái lưu ý vô cùng quan trọng. Thứ nhất là cái phần ốc ở chân máy đã được đánh dấu bằng một cái vệt sơn rồi. Nếu cái vệt sơn đấy vẫn còn nguyên, chưa bị xô lệch, thì chúng ta có thể biết rằng là cái phần máy này chưa hạ. Và thứ hai là ở cái mặt nắp máy, đúng không anh? Thì nó sẽ nhìn nó chỉn chu, sạch sẽ, và nó không bị lem nhem những cái vết keo hay là có cái dấu hiệu bị bóc ra rồi dán lại. Anh Tuấn này, vào cái khoang nội thất ấy thì chúng ta cần phải kiểm tra những cái chi tiết gì? Thứ nhất là anh em quan sát nhá. Đây là củ số vô lăng. Đấy, đây là nguyên zin này. Đấy, nguyên zin này. Còn khi mà nó phẩy ấy, phẩy vô lăng này ấy, thì cái củ số này nó sẽ có một cái số cái nó rất là ảo mà nó không thật. Vâng. Đấy, đấy là được phủ lại. Nó lại lem nhem. Đúng rồi, lem nhem, mà khi mình cậy cậy ấy nó sẽ bong cái lớp sơn ấy đi. Vâng. Đấy, nhưng mà đây là nguyên bản, nguyên zin của nó. Vâng. Cái cần số mà nếu mà đã phủ lại ấy, thì nó nói lên điều gì hả? Một là trong quá trình sử dụng là người ta sử dụng quá nhiều. Vâng, lái nhiều. Lái nhiều, hoặc là người ta để che giấu đi một cái gì đó. Đấy. Đã phải can thiệp với hộp số. Đúng rồi, đúng rồi. Hoặc là hai, trong quá trình là để lâu ngày nó bị mốc hoặc cái lớp da này nó bị trong bóc đi ấy. Vâng. Đấy, xong người ta phải sơn lại. Vâng. Hoặc là thay củ số mới. Vâng. Đấy. Đầu tiên là cần số này, rồi đúng rồi. Chi tiết gì nữa anh? Thứ hai là về vô lăng. Đấy. Đây là trên hai vô lăng mà khi trong quá trình sử dụng của người điều khiển thì người ta sử dụng bám này rất là nhiều, miết này. Đấy, nhưng mà đây này nó rất là ít luôn mà rất là mịn. Vâng. Đây là nguyên bản. Vâng. Nguyên bản của trên vô lăng. Vâng. Vậy đây là da bọc của nó đấy. Vâng. Chạy ít, còn khi chạy nhiều hoặc là đây nó sẽ có một cái lớp mà bị chóc lên ấy. Vâng. Xùi hết da này lên. Vâng. Đấy, rách thì người ta, một là người ta sẽ cũng phải phun lại. Vâng. Phun lại làm sao cho nó đều nhất, đúng rồi. Còn đây là chạy ít. Vâng. Đây là cái kinh nghiệm mà để quý vị và các bạn có thể phân biệt được một chiếc xe là cái odo của nó có thực sự chuẩn hay không. Đôi lúc là odo có thể tua về ít, nhưng mà nhìn những cái chi tiết cầm nắm, đặc biệt là vô lăng và cần số như anh Tuấn vừa chia sẻ, thì biết ngay là một chiếc xe đã sử dụng nhiều hay chưa. Rồi tiếp theo là gì anh? Ghế da thì mình có phải có, đúng rồi, quan tâm không? Ghế da là để ý hai bên này. Nhiều lúc mà khi người sử dụng ngồi nhiều ấy, ngồi nhiều ghế lái hoặc ghế bên cạnh thì nó sẽ bị bật hết cái lớp này đi. Một cái điểm tì này nhỉ? Đúng nó rồi, sẽ nhăn, tì, đúng rồi. Nhăn mà nó sẽ bị mòn hết đi. Vâng. Hoặc là ông nào mà nặng quá. Đúng rồi, chuyển thành màu khác mà nó ghế này nhăn nheo à. Vâng. Đấy, xe này chạy rất là ít luôn. Vâng. Còn gì nữa không anh? Các cái khớp nối, cái chi tiết nhựa này thì có phải quan tâm không? Thực ra những cái khớp nối này nó không liên quan nhiều. Vâng. Thì khớp nối này nó chỉ liên quan là ví dụ khi mà quá trình người ta muốn tháo này ra để lắp thêm một cái gì đấy. Thì cái đó thì không thể bảo là cũ hay là mới được, đúng không? Đúng rồi. Do là ai có tháo ra hay không thôi. Đại loại là những cái chi tiết khác thì theo cá nhân em nghĩ ấy, là tùy cái thói quen sử dụng của từng người. Có đúng người rồi. Giữ, có người không. Đúng rồi. Còn những cái chi tiết mà thực sự cần phải quan tâm thì hình như là anh Tuấn chia sẻ hết rồi. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng lên xe. Và em muốn hỏi anh Tuấn là
khi mà lái thử một chiếc xe cũ để mà quyết định mua, khi mà chúng ta đã thấy keo chỉ ổn rồi này, máy móc nguyên zin nguyên bản này, rồi va chạm không quá nhiều, thì bây giờ lái thử làm thế nào để chúng ta có thể cảm nhận được một chiếc xe qua một cái thời gian nó khá là ngắn thôi để quyết định là xuống tiền mua nó. Thứ nhất là mình đi mình sẽ cảm giác về thước lái này. Đấy, đi nó sẽ ví dụ thẳng này. Ra những cái mà nó về thời gian hao mòn hoặc là cái cân chỉnh độ trụm ấy thì cái đấy nó không đáng ngại. Ví dụ xe mình đi cảm giác thứ nhất là nó không có độ chồng chành. Đi rất là chắc. Đấy. Đi không có độ chồng chành này, không nhau lái nhiều. Hoặc bên trái hoặc bên phải. Đấy. Thế một chiếc xe mà bị nhau lái nhiều ấy anh thì là thường là nó bị cái bệnh gì? Thứ nhất là nó về mình lốp. Lốp nó mòn không đều. Hoặc là do địa hình đấy. Thứ hai là mình qua thời gian mình cái chủ cũ ấy người ta không bảo dưỡng là về cân chỉnh độ trụ. Để nó cân chỉnh bốn cái lốp hoặc bơm xe quá căng hoặc bơm không đều các lốp. Đấy. Thế là không được nhau quá nhiều. Đúng rồi. Rồi, còn lưu ý gì nữa anh? Trong quá trình sử dụng khi mà đánh lái này. Đấy, đánh lái. Cảm giác khi mà mình đánh lái mà nó không có độ dơ dơ của thước lái ấy. Đấy. Thì là ổn. Đúng không? Vâng. Thế còn chân ga rồi cái tiếng máy móc thì sao? Thực ra cái chân ga thì có những mình chỉ cần hơi chạm nhẹ mà nó có thấy độ vút của xe ấy. Vâng. Là ok, còn nhiều xe mà đi trong quá trình sử dụng là xe đi quá nhiều ấy. Vâng. Ga hoặc đi nó rất là có độ ỉ. Vâng. Đấy. Cảm giác nó không được mượt mà. Đúng rồi, nó không mượt mà. Dạ vâng. Hoặc là trong thời gian sử dụng xe mà chạy quá nhiều, bảo dưỡng định kỳ không tốt thì nó có hiện tượng là máy kêu. Như con xe này thì em thấy là máy rất móc là ổn này. Đúng êm, nghe êm. Quan trọng là có xe thì nó sẽ ồn, có xe thì nó sẽ đúng không rồi. Ồn là do cái thân vỏ, nhưng mà cái tiếng máy là nghe nó vẫn phải êm tai. Đúng rồi, nó vẫn khác. Vâng. Đó. Ok, như vậy là chúng ta sẽ cần phải lưu ý ba cái điểm quan trọng nhất. Thứ nhất là ở cái vô lăng, cái phần thước lái, xe nó ổn định mà nó không bị nhào quá nhiều. Cái độ trụ mà nó có hơi đôi chút kém thì cái đấy căn lại rất là dễ đúng không anh? Đúng đấy rồi. Thì đơn giản thôi đúng và rồi. Cái đấy thì theo chỉ định là như là 6 tháng là mình phải đi nên đi cân lại một lần rồi. Thì cái đấy thì không có gì phải đáng ngại cả. Thứ hai là về cái chân ga thì nó phải cho cái cảm giác mượt mà, thanh thoát, không có độ ì quá lớn. Nếu mà cái độ ì quá lớn thì có thể là chiếc xe nó đã sử dụng quá lâu rồi và cái phần đồng hồ công tơ mét có thể là đã bị tua lại. Và cái thứ ba cần phải lưu ý đó là nghe cái tiếng động cơ nó có cái độ êm, nghe nó êm tai và nó sẽ không bị những cái tiếng hú, tiếng lạ, tiếng ù. Như vậy là qua video ngày hôm nay chúng tôi đã cùng quý vị và các bạn gặp gỡ với anh Phạm Ngọc Tuấn, một người có kinh nghiệm nhiều năm trong việc kinh doanh những chiếc xe cũ, để nghe anh Tuấn chỉ cho một số những cái lưu ý khi mà lựa chọn một chiếc xe cũ. Quý vị và các bạn nghĩ sao về những cái kinh nghiệm cần phải bỏ túi khi mà lựa chọn một chiếc xe cũ thì có thể chia sẻ thêm ở phần comment. Và quý vị và các bạn còn những kinh nghiệm gì nữa thì rất mong là cũng sẽ chia sẻ thêm với chúng tôi cũng như là tất cả những khán giả của Mê Xe, để chúng ta có thể yên tâm nhất khi mà lựa chọn được một chiếc xe và chiếc xe nó sẽ đảm bảo để có thể trở thành một người bạn đồng hành của chúng ta trong dịp Tết này. Và xin chúc quý vị và các bạn sẽ chọn được một chiếc xe ưng ý cũng như là luôn luôn lái xe an toàn. Đừng quên like, share, subscribe cũng như là bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên Mê Xe. Còn bây giờ thì xin cảm ơn anh Tuấn ngày hôm nay đã lên video và chia sẻ những thông tin rất là hữu ích tới em cũng như là các khán giả của Mê Xe. Chúc anh sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Cảm ơn anh.